Ngày 2 tháng 7, Thánh Bernardino Realino. Thánh Bernardino Realino sinh ngày 1 tháng 12 năm 1530 tại Carpi, Modena, trong một gia đình quyền quý ở Carpi, nước Ý. Sau khi được người mẹ chăm sóc, dạy bảo kỹ lưỡng về đạo giáo, lớn lên, ngài theo học y khoa và học luật ở Đại học Bologna. Ngài lấy bằng tiến sĩ luật và làm thị trưởng Felizano khi mới 26 tuổi. Ngài còn là chánh án của thành phố. Sau hai nhiệm kỳ, ngài được bổ nhiệm chức vụ trưởng ty quan thuế ở Alexandria và sau đó làm thị trưởng của Cassine và Castelleone. Năm 32 tuổi, ngài được triệu tập về Naples để giữ chức phó toàn quyền. Ở đây, ngài tham dự cuộc tĩnh tâm 8 ngày của các linh mục dòng tên và đã xin gia nhập dòng này khi 34 tuổi. 3 năm sau, ngài được chỉ định làm giám đốc đệ tử viện ở Naples. Ngài làm việc cật lực ở Naples, tận tụy phục vụ người nghèo và giới trẻ. Sau đó, ngài được sai đến Lecce, là nơi ngài sống trong 40 năm cuối cùng của cuộc đời. Ngài nổi tiếng vì công cuộc tông đồ không ngừng nghỉ. Ngài là một cha giải tội gương mẫu, một vị thuyết giảng lôi cuốn, một thầy giáo cần cù của đức tin cho người trẻ, một chủ chiên tận tụy cho các linh hồn, cũng như là giám đốc trường dòng tên ở Lecce và là cha sở ở đây. Lòng bác ái của ngài dành cho người nghèo và người đau yếu dường như vô bờ bến, và sự nhân hậu của ngài đã giúp chấm dứt các mối thù truyền kiếp của nhiều người trong thành phố. Sự chân quý của người dân Lecce đối với ngài quá lớn lao, đến độ vào năm 1616, khi ngài đang hấp hối trên giường, thì vị đại diện thành phố đã chính thức xin ngài bảo vệ cho người dân sau khi ngài tử trần. Không thể nói nên lời, Thánh Bernardino chỉ gật đầu chấp thuận. Ngài từ trần với lời cầu khẩn danh thánh Đức Giêsu và Đức Maria. Ngài được Đức Giáo hoàng Pio XII phong thánh năm 1947.